Ở đây có sân vận động mọi người, rất là nhiều trẻ em luôn và người lớn nữa. Ở đây là Vanta mọi người, khu vực Tomiso Vanta. Nếu mà ai mà thấy hứng thú thì có thể đến đây, đưa con tới đây chơi những hoạt động này. Hôm nay trời rất là đẹp luôn. Có vào goal rồi. Bóng vào thì goal. Sân này rất là to luôn ha. Mùa cuối tuần là ở đây rất là đông người luôn mọi người ạ.